Hello cả nhà, hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách làm bánh mochi siêu đơn giản tại nhà với nguyên liệu dễ tìm và dễ làm, đảm bảo các bạn có ngay món bánh mochi truyền thống chuẩn vị Nhật, siêu ngon, siêu dễ thương luôn ạ. Đặc biệt nếu gia đình nào có bé nhỏ, hãy cùng con trải nghiệm làm bánh mochi vui lắm luôn ạ. Mình làm bánh mochi này với bé nhà mình, với bàn tay nhỏ nhỏ xinh xinh làm ra những chiếc bánh mochi cũng rất là dễ thương như là bàn tay của bé. Nào hãy cùng mình bắt tay vào làm bánh mochi chuẩn vị Nhật này nhé. Để làm bánh mochi, bạn chuẩn bị cho mình những nguyên liệu sau. Đây là bột khoai tây hoặc là bột ngô, bạn cũng có thể thay thế bằng bột của Việt Nam cũng được. Và nhân đậu đỏ đã được làm sẵn như thế này, hoặc là bạn sử dụng đậu đỏ mình ngâm và mình sẽ nấu xay nhuyễn để làm nhân ha. Và đây là bột bánh mochi, có thể mua ở bất cứ siêu thị nào ở bên Nhật cũng có, hoặc là mình sử dụng cái bột nếp của bên Việt Nam cũng được luôn ha. Và dâu tây thì mình sử dụng một hộp dâu tây để mình làm cái màu của vỏ bánh, có cái vị dâu rất là ngon, rất là đẹp. Và đường thì mình sử dụng 50g đường. Bột khoai tây thì mình sẽ sử dụng một ít để mình áo lên cái lớp bánh. Và cái bột bánh mochi thì mình sử dụng phân nửa bịch thì nó khoảng 250g, thì mình sử dụng phân nửa của bịch ha. Và nước mình sử dụng là 100ml nước. Mình sử dụng bột bánh mochi phân nửa bịch là khoảng 120g. Bột bánh mochi mình sẽ cho vào cái thố như thế này. Bạn cũng có thể thay thế bằng bột nếp của bên Việt Nam để mình làm cái vỏ bánh mochi rất là ngon luôn. Dâu tây thì mình sẽ rửa sạch và mình cắt khoanh như thế này. Mình cho vào cái cối xay sinh tố để mình xoay và mình lược lấy cái phần nước cốt của nước dâu tây để mình làm cái màu của vỏ bánh. Màu của vỏ bánh thì nó màu hồng của dâu tây và nó có cái vị dâu và vị chua chua ngọt ngọt của dâu rất là ngon luôn ạ. Mình cũng có thể thay thế bằng những cái màu khác như là mặt trà, và mình sẽ cho 100ml nước vào để mình xay cái dâu ha. Và cái phần dâu mình đã xay xong và mình sẽ lược, mình lấy cái phần nước cốt. Và tại sao mình phải lược? Vì là trong cái phần dâu thì nó có giống như là hột dâu thì nó sẽ lợn cợn cái bánh thì nó sẽ không có đẹp. Thì mình chỉ cần lấy cái phần nước cốt của dâu thôi ha. Mình sẽ lược qua như thế này. Cái bánh mochi của mình có cái màu dâu rất là đẹp luôn. Nếu mà mình thay thế bằng dâu, mình sử dụng những cái loại trái cây khác thì cũng rất là đẹp, rất là ngon luôn. Mình làm cái vỏ bánh mochi có rất là nhiều màu. Lần sau mình sẽ chia sẻ những cái bánh mochi trái cây nè, rồi bánh mochi nhân kem. Bạn thấy không, cái màu nó lên rất là đẹp, cái màu của dâu, màu tự nhiên. Mình không có sử dụng những cái màu thực phẩm, mà mình sử dụng là màu của trái cây hoặc là màu của rau củ, thì cái bánh của mình rất là ngon. Và tiếp theo thì mình sẽ cho 50g đường để mình làm cái vỏ bánh nó có cái vị chua chua ngọt ngọt rất là ngon. Vậy là cái bánh, vỏ bánh của mình nó, mình phải cho một ít đường để cho cái vỏ bánh của mình nó có cái ngọt ngọt, hơi ngọt ngọt, và nó có cái vị chua chua của dâu, ăn rất là hợp với cái nhân bánh đậu đỏ của mình. Và kế tiếp thì mình sẽ bọc cái màng thực phẩm và mình cho vào cái máy quay microwave. Mình sẽ chỉnh cái nhiệt độ là 500W và mình sẽ cho quay khoảng 3 phút ha. Và kế tiếp thì trong khi đợi cái phần vỏ bánh nó chín thì mình sẽ đi vo viên mình làm cái nhân bánh ha.
Đây là cái phần nhân bánh đậu đỏ thì đã được làm sẵn, mình có thể mua ở bất kỳ siêu thị nào cũng có, rất là tiện. Còn nếu mà bạn nào không tìm mua được, mình ở bên Việt Nam thì mình có thể làm cái bằng cái đậu đỏ hoặc là đậu xanh cũng được ha. Và cái phần vỏ bánh của mình sau 3 phút mình lấy ra thì mình kiểm tra xem cái vỏ bánh nó đã chín chưa, thì hiện tại mình thấy cũng chưa có chín, thì mình sẽ cho quay tiếp lần thứ hai khoảng 3 phút trong 500W ha. Và đây là lần thứ hai mình đã quay cái bột bánh mochi, thì mình kiểm tra là nó đã chín và nó đã rất là mịn như thế này rồi. Cái vỏ bánh mochi rất là dính tay nên mình sẽ sử dụng cái bột ngô hoặc là bột bắp hoặc là bột khoai tây đều được. Mình sẽ áo qua cái vỏ bánh và mình sẽ làm cái bánh mochi ha. Và cái phần vỏ bánh mochi nó còn rất là nóng nên mình để nguội nguội, hơi nguội nguội rồi mình làm. Và mình sẽ cho tất cả những cái bột bánh mochi lên trên cái phần lên cái phần này ha, và mình sẽ rưới một ít cái bột ngô, bột bắp lên để mình làm cái vỏ bánh. Khi mà mình áo lên như thế này thì nó không còn dính tay nữa và nó cũng hơi nóng nên bạn cẩn thận ha. Mình sẽ chia cái vỏ bánh như thế này. Một phần chia này là một cái bánh thì mình sẽ canh cho nó vừa cái nhân, thì mình sẽ chia ra, mình làm bao nhiêu cái bánh thì mình sẽ chia ra ha. Tùy theo cái số lượng nhân bánh và bánh mochi bạn muốn làm bao nhiêu bánh và cái bánh lớn nhỏ thì mình sẽ chia theo cái số lượng nhân và số lượng bột mà mình đã làm. Và cái phần vỏ bánh mình sẽ làm như thế này và mình sẽ cho cái phần nhân vào để mình làm thành cái bánh mochi rất là đơn giản, rất là dễ làm luôn bạn. Và mình sẽ sử dụng tay và mình sẽ túm lại những cái phần phía dưới để cho nó dính chặt vào với nhau để tạo nên cái bánh mochi nó không có bị cái nhân ra. Thì đây là cái phần bánh mochi mình đã làm xong, khoảng 7 cái bánh ha. Các bạn thấy bánh mochi rất là dễ làm đúng không ạ? でかいな。ゆっくり食べてね、お餅。Có ăn đi. Cái bánh mochi rất là dẻo, rất là ngon, rất là mềm mịn luôn. Ở bên trong là nó có cái vị ăn cô, có cái vị mà đậu đỏ. Và cái vỏ của nó thì nó Để có cái coi. vị dâu á, chua chua ngọt ngọt, rất là ngon.柔らかいね。柔らかいけどもちもちしすぎ。柔らかすぎ。いちごの感じがする。ね。いちごの味ね。ママベトベトする。もっと食べなさい。食べなさい。
柔らかい食べやすいよ。さっきママ一個食べてみたら美味しいけど、なんか手にベトベトつく。なんかいちごの味ね、柔らかい。まあね、確か餅が酸味が。うん。あと中身はあんこ美味しい甘い。うん。